Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh có buổi tiếp Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Jakabe Yoshinori. Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Jakabe Yoshinori đánh giá cao những tín hiệu tích cực trong việc phục hồi tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế của thành phố thời gian qua. Ngài Tổng lãnh sự cho biết, với sự thành công của Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022, hiện nay đang có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn đầu tư vào Đà Nẵng. Chính vì vậy, Ngài Tổng lãnh sự mong muốn thành phố sẽ tiếp tục tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, cũng như đẩy mạnh quảng bá, thu hút đầu tư để kêu gọi nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Nhật Bản đến với thành phố. Ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất tâm huyết của Ngài Tổng lãnh sự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết hiện nay, thành phố đang triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hậu COVID-19, cũng như tích cực tạo dựng Đà Nẵng là điểm đến đáng sống, đáng đầu tư, nhất là với các doanh nghiệp Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tin tưởng với những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Đà Nẵng và Nhật Bản thời gian qua, hai bên sẽ tiếp tục có thêm nhiều sự khởi sắc hơn nữa trong tương lai.